Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh Ông Giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình Giáo dục phổ thông mới sách lớp 2, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn tiếng Việt lớp 2 tập 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và thầy cũng hy vọng chúng ta hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ Ông Giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó, chúng mình hãy nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của Ông Giáo. Và bây giờ thầy mời chúng ta mở sách tiếng Việt lớp 2 tập 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống tuần 32 để thực hiện một số hoạt động trong tiết luyện từ và câu, mở rộng vốn từ về sản phẩm truyền thống của đất nước và câu giới thiệu. Vậy thì chúng mình đã biết được những sản phẩm truyền thống của đất nước mình chưa? Vậy thì chúng ta cùng tìm hiểu trong bài luyện từ và câu này nhé. Đến với hoạt động đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về truyền thống của đất, tìm hiểu về sản phẩm truyền thống của đất nước mình qua câu hỏi, đó là tìm từ ngữ chỉ vật tương ứng với mỗi lời giải thích dưới đây. Ở đây chúng ta sẽ có câu A, câu B, câu C, câu D và đề yêu cầu chúng ta là tìm từ ngữ chỉ sự vật nhé, tương ứng với mỗi lời giải thích dưới đây. A, món ăn gồm bánh, phở và thịt chan nước dùng, đó là món ăn gì? Tìm từ chỉ sự vật. Và vật, câu B, vật dùng để đội đầu che mưa nắng thường làm bằng lá có hình chóp, à đó là vật gì nhá. Tiếp theo câu C, trang phục truyền thống của người Việt Nam. Và câu D, đồ chơi dân gian được nặn bằng bột màu hấp chín thường có hình con vật. Đây là những cái sản phẩm truyền thống của đất nước ta đấy các em ạ. Vậy thì chúng mình hãy tìm từ ngữ chỉ sự vật tương ứng với một lời giải thích dưới đây nhé. Và thầy sẽ đưa lên hình ảnh cho chúng ta. Dựa vào những câu thầy vừa đọc và những hình ảnh, chúng mình hãy tìm từ ngữ chỉ sự vật tương ứng với mỗi lời giải thích. Và bây giờ câu đầu tiên chúng mình sẽ quan sát lên màn hình nhé. Và thầy sẽ gợi ý cho chúng ta này, câu đầu tiên trong câu B đó là vật dùng để đội đầu che mưa nắng thường làm bằng lá có hình chóp, đó là gì các em? À đúng rồi, đây chúng mình quan sát lên đúng không, đó là nón, nón lá đúng không. Và tiếp theo này, trang phục truyền thống của người Việt Nam. Chúng mình quan sát lên hình ảnh và cho thầy biết trang phục truyền thống của người Việt Nam. Người ta giải thích trang phục truyền thống của người Việt Nam đó là trang phục gì? À đúng rồi, đó là áo dài đúng không. Và tiếp theo, đồ chơi dân gian được nặn bằng bột màu hấp chín thường có hình con vật. Các em đã được chơi những trò chơi này chưa? Đã được người thân tặng những đồ chơi mà được nặn bằng bột màu hấp chín thường có hình con vật này chưa? Thầy thấy từ trước các cổng trường người ta cũng thường hay bán đúng không? Vậy chúng mình cho thầy biết đây là gì? À đúng rồi, đó là tò he đúng không? Người ta sẽ nặn những hình bằng bột giống như những con vật cho chúng mình, và thường các bạn nhỏ rất thích đồ chơi này. Tiếp theo đó là món ăn gồm bánh, phở và thịt chan nước dùng, đó là món ăn gì? À đúng rồi, đó là phở đúng không, hay là gọi là phở phở bò, nói chung là phở. Vậy là chúng mình thấy này, nón lá này, áo dài này, tò he này, phở bò này đúng không, đó là những từ ngữ chỉ các sự vật tương ứng cho các lời giải thích trong câu A, câu B và câu C đúng không. Và chúng mình thấy như nón lá, áo dài, tò he, phở bò, đây là những cái sản phẩm truyền thống của đất nước ta đúng không. Nó đã hình thành từ rất là lâu đời và đến ngày nay vẫn còn, và đây là những sản phẩm truyền thống của nước ta nha các em. Nước ta thì có rất là nhiều cái sản phẩm truyền thống, nhưng đây là thầy chỉ đưa lên cho chúng ta quan sát và bốn cái hình ảnh rất là thân thuộc với chúng ta. Bây giờ chúng mình cùng sang hoạt động số 2. Đó là kết hợp
từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu giới thiệu. Hôm trước trong các bài tập đọc chúng mình đã được biết đến một số câu giới thiệu rồi đúng không? Và đây là cột A thì là Hồ Ba Bể, Hang Sơn Đòng, Đà Lạt. Và chúng mình sẽ nối với cột B gồm các từ ngữ như là thành phố ngàn hoa, là hồ nước ngọt quý hiếm của Việt Nam, là hang động lớn nhất thế giới. Vậy thì chúng mình thử kết hợp từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo thành một câu giới thiệu. À, nếu như chúng ta muốn giới thiệu thì chúng ta sẽ giới thiệu như thế nào? Các câu ở cột A và câu ở cột B nào? Chúng mình thử nối qua cho thầy nhé. Hãy dừng video và nối qua từ cột A sang cột B để tạo thành một câu giới thiệu. Đầu tiên chúng ta phải thấy là từ ở câu A đó là Hồ Ba Bể. Thì chúng ta sẽ nối với từ nào ở cột B để tạo thành một câu giới thiệu nói lên Hồ Ba Bể nào? À đúng rồi, Hồ Ba Bể là hồ nước ngọt quý hiếm của Việt Nam. Đó là một câu giới thiệu về Hồ Ba Bể đúng không? Và chúng ta thấy là Hồ Ba Bể rất là lớn. Và chúng mình thấy là câu giới thiệu ở đây đó là Hồ Ba Bể là hồ nước ngọt quý hiếm của Việt Nam. Đây là một câu giới thiệu về Hồ Ba Bể. Tiếp theo này, chúng mình thấy từ hang Sơn Đồng. Đây là hang Sơn Đồng. Chúng mình sẽ giới thiệu như thế nào để giới thiệu cho mọi người biết đó là hang Sơn Đồng. Trong còn hai cái từ ở B đó là thành phố ngàn hoa, là hang động lớn nhất thế giới. À thì ở đây chúng ta sẽ giới thiệu hang Sơn Đồng đó là gì? Là hang đúng không? Thì là hang động lớn nhất. Đây là hình ảnh Hồ Ba Bể nha các em. Tiếp theo chúng ta thấy là hang Sơn Đồng là hang động lớn nhất thế giới đúng không? Đây là hang Sơn Đồng, là hang động lớn nhất thế giới. Mình đã giới thiệu cho hang Sơn Đồng. Và chúng ta có thể quan sát hang Sơn Đồng thì ở đây chúng mình thấy là một hình ảnh một góc của hang Sơn Đồng rất là lớn các em ạ. Có dịp chúng mình hãy đến đây tham quan và du lịch nhé. Tiếp theo đó là mình sẽ giới thiệu như thế nào cho mọi người biết về Đà Lạt. À đúng rồi, Đà Lạt là thành phố ngàn hoa đúng không? Nói đến Đà Lạt thì thường thường người ta nói đến rất là nhiều loài hoa và nơi có rất là nhiều loài hoa nhất ở nước mình. Và đây là hình ảnh một góc của Đà Lạt. Chúng mình cũng thấy rất là nhiều hoa và có rất nhiều hoa rất là đẹp đúng không? Như vậy thì để tạo thành một câu giới thiệu trong ba câu ở đây chúng mình thấy là đều có các cái từ đó là từ là đúng không? Hồ Ba Bể là hồ nước ngọt quý hiếm của Việt Nam. Đây là giới thiệu Hồ Ba Bể. Hang Sơn Đồng là thành phố ngàn hoa. Đà Lạt là hang động lớn nhất thế giới. Vậy là bạn nào có câu nối đúng như thầy là đúng nhé. Bây giờ chúng mình sẽ sang hoạt động thứ ba đó là đặt một câu giới thiệu về quê em hoặc nơi em ở. Thì giống như ở hoạt động 1, chúng mình đã nối các từ ở cột A với cột B tạo thành một câu giới thiệu thì chúng mình thấy là đã thực hiện được. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với hoạt động thứ ba đó là đặt một câu giới thiệu về quê em hoặc nơi em ở. Thì vận dụng vào những từ ở cột A và cột B lúc nãy chúng ta đã học đúng không? Vậy thì chúng ta thấy là quê hương mình là có những cảnh đẹp gì này? Rồi nơi mình sinh ra có những di tích thắng cảnh gì? Chúng ta sẽ giới thiệu cho các bạn. Bây giờ chúng mình thử suy nghĩ và đặt một đến hai câu nói về quê em hoặc nơi em ở. Sau đó thầy sẽ đưa một số câu mẫu cho chúng ta tham khảo. Và muốn giới thiệu về một giới thiệu về quê em đúng không? Hoặc là một nơi em ở thì chúng ta sẽ giới thiệu như thế nào? Mình ở đâu thì mình giới thiệu ở đó đúng không? Ví dụ như chúng ta ở Hà Nội, chúng ta ở Bắc Ninh thì chúng ta có thể giới thiệu là Bắc Ninh là quê hương của những làn điệu quan họ đúng không? Chúng mình thấy là có từ là nhé. Tiếp theo, ví dụ như em ở Hà Nội đúng không? Hoặc là Hải Phòng, chúng ta thấy là Hải Phòng là thành phố hoa phượng đỏ.
đó là giới thiệu về quê của em đúng không? Và quê em ở Hà Nội thì chúng ta thấy là Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam. Hoặc là quê ở chúng ta Nghệ An thì chúng ta nói là Nghệ An là quê hương của Bác Hồ chẳng hạn, vân vân. Thì chúng ta có thể dựa vào những cái di tích hoặc là những cái danh lam thắng cảnh của quê hương mình để giới thiệu cho các bạn hoặc là giới thiệu cho mọi người. Thì chúng ta sẽ nói đến, đầu tiên là nói đến địa điểm quê hương của mình, sau đó là có từ là, sau đó là chúng ta thấy là quê hương của mình có cái gì đó thì chúng ta sẽ giới thiệu cho các bạn đúng không? Và như vậy là thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta một số hoạt động trong tiết luyện từ và câu tuần 32. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều.